Đồng hồ vang vọng xin được giới thiệu đến các bác hai chiếc đồng hồ vai bò của người Đức. Và hai cái chiếc vai bò này em mới sưu tầm về thì nó ở trong cái tình trạng cực kỳ là tuyệt vời, rất là đẹp để các bác sưu tầm ạ. Cả hai chiếc đều chơi bản nhạc truyền thống, đó là bản nhạc Westminster, 15 phút điểm nhạc một lần và nên giờ sẽ điểm giờ theo số giờ cho các bác. Và cả hai chiếc đều được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu gỗ tự nhiên và ép những lớp vân gỗ nu để tạo nên cái vẻ đẹp sang trọng cho chiếc đồng hồ vai bò khi các bác trang trí trên các kệ hoặc là bàn làm việc, rất là đẹp. Nó đem lại cho các bác một vẻ đẹp rất là châu Âu, đặc biệt là tiếng chuông rất là hay của bản Westminster, nó sẽ giúp các bác thư giãn rất là tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng chiếc một để các bác có thể biết rõ hơn về thông số của từng chiếc và vẻ đẹp của từng chiếc. Đầu tiên em sẽ đến với chiếc đầu tiên. Nó sẽ cho các bác những lớp vân nu đàn piano rất là đẹp nha. Có thể nói chiếc cái này nó còn giữ được cái lớp bóng của người Tây cực kỳ là tốt. Các bác có thể nhìn này, chúng ta sẽ có một lớp gỗ bóng cực kỳ là tuyệt vời khi các bác nhìn vào, đặc biệt là khi các bác sờ vào rất là mượt mịn tay các bác nhé. Và phần mặt trước của chúng ta cũng được ép một lớp vân nu để tạo nên cái vẻ đẹp đối xứng, đặc biệt là những lớp gỗ được thiết kế đối xứng nhau vào đúng trọng tâm giữa của phần mặt số. Đây là bộ kim thiên văn các bác nhé, các bạn gọi đây là bộ kim thiên văn. Và chiếc vai bò này nó sẽ có một bộ mặt số nổi đen tiêu chuẩn trên nền trắng ngà, nó sẽ nổi bật lên cái bộ số của chúng ta. Rồi, có một chế độ tắt chuông này ở đây các bác nhé, có chế độ tắt chuông. Vẫn là một phần kính cong mo để tạo độ sâu cho phần mặt số của chiếc vai bò. Ở xuống dưới thì chiếc vai bò này chúng ta sẽ có bốn chân đồng hình chữ V, rất là cách điệu đúng không các bác? Bốn chân đồng hình chữ V rất là cách điệu. Đây là cái điểm nhấn của chiếc vai bò này, nó sẽ tạo nên cho các bác một chiếc vai bò rất là điệu nhưng không thiếu vẻ đẹp sang trọng. Rồi, em sẽ quay đằng sau để cho các bác xem qua về thiết kế của bộ máy. Đó, đây là chi tiết đằng sau đấy các bác nhá. Mở hộp ra, chúng ta sẽ có một bộ máy của người Đức đến từ thương hiệu FHS, của bộ máy rất là được ưa chuộng, rất là được ưa chuộng các bác nha. Vì cái thương hiệu này nó tạo nên một bộ máy cực kỳ là bền bỉ. Và chúng ta sẽ có thông số đây, Germany, được sản xuất tại Đức. Rồi, bộ công đồng với bộ bố vô da rất là đẹp nha. Em sẽ thử qua âm thanh của chiếc đồng hồ vai bò này để các bác được thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ vai bò này. Rồi, đây là âm thanh của chiếc vai bò đầu tiên, một chiếc vai bò sở hữu bộ máy của thương hiệu FHS. Đó, vừa nãy là tiếng chuông chúng ta sẽ điểm 1 giờ, sẽ điểm 1 tiếng đúng không các bác? Rồi, 1 giờ 1 tiếng. Rồi, em sẽ chuyển qua chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai của chúng ta nó sẽ sở hữu một cái bộ mặt số nổi na mã trên nền vàng, cũng rất là nổi bật. Và đây là tên thương hiệu các bác nha. Đây là tên thương hiệu. Chiếc thứ nhất của chúng ta cũng có tên thương hiệu các bác nha. Cũng có tên thương hiệu đầy đủ đấy ạ. Rồi, đây là chúng ta sẽ quay lại với chiếc thứ hai, một bộ kim đúc này, vẫn là một phần mặt kính cong mo tạo độ sâu cho phần mặt số này, các hoa văn được tô điểm với những lớp gỗ vân nu được thiết kế rất là hài hòa đối xứng nhau để tạo nên điểm nhấn cho chiếc đồng hồ vai bò của chúng ta. Ở bên trên cũng thế, các bác nhìn này, thiết kế vân nu của chúng ta cũng cực kỳ là đẹp, cái lớp bóng của người Tây lúc nào cũng rất là tốt, nó sẽ giúp cho chiếc vai bò của chúng ta là luôn luôn được bền bỉ, đặc biệt là tránh cái hiện tượng là hút ẩm rất là tốt luôn ạ. Và không chỉ thế, nó còn đem lại cái vẻ đẹp sang trọng cho chiếc vai bò khi các bác trang trí trong không gian nhà. Rồi, đây là tổng quan về vẻ đẹp của chiếc vai bò thứ hai để các bác nhìn giúp em nhá. Em sẽ quay chậm. Đó, bây giờ em sẽ thử qua âm thanh của chiếc vai bò thứ hai này để các bác được thưởng âm luôn. Chiếc này thì nó sẽ có bộ máy chạy quả nắc các bác nhé. Đây là phần quả nắc, vì trong quá trình quay video em không muốn mắc quả nắc vào, nó sẽ quay ảnh hưởng đến phần ngựa, nên là tháo quả nắc ra để các bác có thể là tiện trong quá trình thử chuông cho các bác. Rồi,
em sẽ thử qua một đoạn chuông của chiếc vai bò này. Rồi, với là phần âm thanh của chiếc vai bò thứ hai. Cả hai chiếc vai bò đều cho các bác âm thanh của bộ gông đồng rất là ngân, đúng không các bác? Rồi, em sẽ mời các bác ngắm tổng thể một lần nữa vẻ đẹp của hai em vai bò một lần nữa để các bác có thể là đưa ra cái sự lựa chọn đúng đắn nhất khi các bác gọi là chọn một cái hình thức để phù hợp với không gian mình trang trí. Rồi, đây là chiếc thứ hai đúng không ạ? Và em sẽ quay trở lại với chiếc thứ nhất. Cả hai chiếc đều còn giữ được cái lớp gỗ vân nu cực kỳ là đều nhau nha các bác nhé. Rất là bóng và đẹp luôn, cực kỳ là đều nhau. Rồi, Văn Ngọc xin công khai giá của hai chiếc vai bò này là đồng giá 7,5 triệu. Bác nào thích chiếc nào thì báo, thì có thể liên hệ trực tiếp ngay với bên đồng hồ Văn Vọng để bên đồng hồ Văn Vọng có thể hỗ trợ cho các bác. Rồi, xin cảm ơn các bác.